Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ngày 21 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị điều tra về tội nhận hối lộ. Theo Trung tướng Sô, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt trong quá trình cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Ngày 21 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại Bộ Công Thương đối với Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ án này, hai ngày trước, 19 tháng 12, ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị bắt về tội nhận hối lộ. Vào giữa tháng 12, cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Những người bị bắt đầu tiên trong vụ án này hồi đầu tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc Xuyên Việt Oil. Cả hai lãnh đạo của công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.